Ở nơi sâu thẳm nhất của đại dương có một thế giới rất thần bí, tuyệt đẹp và kỳ diệu. Xin lỗi nha. Ôi trời. Chào, cháu là Deep và đây là Ivo và Alice. Đây chính là lãnh địa. Tuyệt vời. Cũng được thôi, dư mà cả đời chúng tôi không bao giờ được phép rời khỏi. Ta đã dặn cháu thế nào về việc đi ra ngoài hả? Nếu mình lắng nghe những lời ông nói, mình đâu có tìm thấy những thứ kỳ lạ như vậy của con người được. Cái gì đây? Mình nghĩ đó là một con người. Ăn không được thông minh cho lắm hả? Đi nào, cùng khám phá nào. Alice không ngăn cậu ấy hả? Các cậu, lại đây coi nè. Nhìn nó nguy hiểm. Ông mắc kẹt rồi. Bọn cháu sẽ cứu ông. Bạn của ta nay tầng ca dòi rằng ông ta là sinh vật duy nhất đủ to để dời đống đá này. Cháu đi ngay, đi thôi nào. Đường này. Bọn cháu phải tìm thành phố con người. Cô có biết đường không? Tôi theo dòng hải lưu ấm hướng Tây dĩ nhiên. Nhưng mấy cái chuyện đó đã bị lộ. Có khi cậu sẽ thắp sáng đời ta. Cháu rất sợ bị ràng buộc. Đừng có làm cháu sợ nha. Để cứu quê hương. Đó là một hành trình nguy hiểm. Ta có thể giúp sẽ bảo vệ mấy đứa khỏi thú săn mồi. Cô chính là gã săn mồi. Họ đánh lao vào. Một cuộc diêu dương hoành tráng. Các ngươi nghĩ mình đang đi đâu vậy? Làm ta vui hoặc các ngươi sẽ tan gỏi hết, đã hiểu chưa? Là gỏi sao? Cậu sẽ bị ướt dưới nước cốt chanh thêm ớt sắc lát và cà chua nữa. Ghê dễ sợ, nhưng nghe ngon chảy nước miếng luôn. Được rồi các cậu, đi thôi. Đang trông vào chúng ta. Xin chào các sinh vật lạ. Đừng có quen ông vậy. Cho phép tôi được giới thiệu thủy thú đoàn. Chào. Thôi đi mà. Biệt đội biển xanh. Có lẽ chúng ta nên đi thôi. Tất cả mọi người đi thôi nào. Hả? Sao mình không nghĩ ra ta? Ồ khoan có mà. Xin chào CCB hân hạnh phát hành 19 năm 2017.